đọc tiếp, bữa nay đọc thơ cho nên cái đầu óc khỏi hoạt động mạnh hơn. Chứ cả trước Tết tới giờ từng nào cũng livestream đó, thật sự á, một tháng chỉ cần một lần thôi để cho tất cả con của ông trời á, họ thiên trên thế giới mấy chục triệu người đó biết là thư phụ còn sức khỏe, còn ngồi đây là đủ ok. Nhưng mà tự gì bây giờ từng nào cũng có, đúng là ngày hôm qua cũng không có ra mà đông quá, nào là Chicago rồi Seattle rồi Na Uy rồi Nam Cali lên đông quá, mà mình ở nhà để mà mình hút cái ống, sư phụ thượng nhà hút cái ống mà xỉn á, xỉn nặng quá, ngồi thở hút cái ống, mình chơi với mấy nhỏ là hạnh phúc nhất. Bữa nào mà nằm nhà đó là bữa đó vừa dưỡng cái hơi, cho nên một cái hơi thở hay là một phút mà rảnh đó, cũng là độ chúng sanh không mà. Nhiều lúc á, tội nghiệp bà công chúa ở cái cà lẹo vẹo, nói giờ bà gửi thì bà lên ghế mà ngồi chúng tôi thôi, chứ tôi biết là tại cái đầu cái suy nghĩ tùm lum á, đâu có cảm hứng chuyện gì nữa đâu. Thương chúng sanh, thương con của cha vậy á, thì chưa tính nữa nó lo đột xuất ông học ở trên núi, ở trên này bị chuyện lớn, trời cho mọi người có một cái nhắn tin ba chữ thôi là hay là mặc quần dài vô không kịp á, phải chạy á. Trong hãng cũng vậy, nguyên một cái dàn máy, cả trăm cái máy đang chạy, tự nhiên cái air compressor nó bị mát điện nó tắt, là con biết nó khủng khiếp không, biết bao nhiêu máy nó ngưng, nhiều chuyện lắm. Phải là yên được thế giới này, ngày nào mình còn ở đây gặp nhau là quý rồi đó. Một cái văn phòng nhỏ gì ấm cúng. Trong tương lai mấy đệ tử ở trên khắp cả thế giới tự tập một cái nhóm về tự dẫn những cái đứa thấp mới bước vào hội thiên tập đọc kinh online. Bây giờ cần phải nhanh mà dán cơ mở đạo khắp miền nước Nam, nước non mẹ nói. Mà cái bài này bốn mấy năm thời xưa chưa có Facebook, YouTube, lúc đó gãi đầu hoài, cứ hỏi bề trên đó, sao mà trên nói cái câu là làm sao đi khắp miền nước non được. Bây giờ có YouTube, Facebook, Internet, cứ lên đó một mình ngồi đọc kinh, mỗi ngày kia ba người đọc chung là cũng là một cái đại công đức. Ba người đó sau này sẽ dẫn ba người, nó sẽ nhân lên con số rất là khủng khiếp. Cho nên ở ngoài đó, Việt Nam hay Mỹ hay thế giới, cứ lên online đọc kinh chung với nhau, tự đốt đuốc đi, bi trí dũng, đó là con của ông trời. Mình không có nương tựa vào một vị thầy nào, mình chỉ nương tựa vào 12 giới luật. Ở trong đó căn bản của đầu tiên là gia đình hạnh phúc thì cha mẹ vui như trời, thì tự mình lập nhóm đó là Kiệt nói là ở phương xa, còn ở nơi này á, là chỗ này hay là ở niệm mặt đường có cái phòng hay là núi Thiên Long Sơn, tất cả những nước có họ thiên ở vùng này á, tự phải sinh hoạt. Tại trong tương lai cái hội đức thầy rất là mạnh, thì khi tự mình sinh hoạt, tự mình đọc kinh, tự mình gieo cái hạt giống tốt, hạt giống của mình là loại tốt chắc luôn, thì từ đó đó cha mẹ lại càng thương mình. Mình cho những người thân của mình thấy là mình hiền, mình thay đổi, mình người vợ ngoan, người chồng tốt, thì tự động mình không độ họ, nhưng cuối cùng là họ cũng phải theo mình thôi. Nếu không á là ở trên cắt liền á. Tại một đứa con mà họ thiên á, mà được huấn luyện mà giỏi, sắp sửa về trời, không có để một cái người phó ngẫu của mình, cái tâm nó là ma quỷ lôi xuống địa ngục, hai cái nghiệp nó sẽ chia nhau ngang và ngay lập tức á. Nếu mà không cái người mà cứng đầu á, mà không biết suy nghĩ á, là người đó là bị thiệt thòi. Còn đứa con họ thiên đều là có bản lĩnh, có cuốn kinh, có giới luật, có một cái đại gia đình là có ấm cúng rồi, đi đâu cũng có gia đình, cũng có huynh đệ tỉ muội, đúng không? Còn họ là ai? Họ là cứng đầu, họ lạnh lẽo, họ bơ vơ, cô độc, họ chỉ sống trong cái sự bực bội và tức thời. Thì từ những cái đó họ sẽ dễ bị bệnh nhiều hơn. Cũng là con trời nhưng mà ít nhất cũng đầu thai xuống ba bốn kiếp
chả có nghiệp cứng đầu á. Rồi lúc đó biết thì hơi muộn rồi. Cho nên muốn độ chồng mình, muốn độ vợ mình phải nhẫn nại. Cái đó là cái chướng ngại đầu tiên. Tại người đàn ông á, lúc nào cũng nghĩ ta là khôn, nhưng thật sự á, chư Phật nó không có sai. Ở cái thời đại mà Kiệt còn đang ngồi đây nè, gọi là mang sắc phàm ngồi đây, độ đa số là phụ nữ chứ. Tại phụ nữ quá khổ rồi, từ Dược Liên khổ, qua Mỹ khổ, vũ neo cũng khổ. Còn mấy thằng chồng á, về là như, tôi đúng không, cái tôi còn lớn á. Cơm đâu, dọn chưa, lên chưa, không? La hét đồ. Rồi cái đi ra đường gầm thùng nào vậy, nghe tầm bậy tầm bạ, bà rảnh quá, không? Chửi đồ phải không, rồi cái chửi cho đã, rồi từ từ cho hiểu. Nên mấy vị nói, muốn những đứa nào mà bị thương á, là hai vợ chồng phải họ thiên, thì từ từ các chị vị sẽ độ. Còn một người mà hung dữ quá đó, mấy chị vị chỉ độ với đứa con họ thiên thôi. Tại vì trong cái luật vô vi hay là luật cõi đời này cũng vậy, tam bắt năng mà. Con không có thể ra bắt cái thằng homeless ở ngoài suối kêu nó đi làm một công việc bình thường, không có thằng nào chịu làm. Kiệt đã thử rất là nhiều, bắt nó lên, cho nó vô trong hẻm quét dọn ra, nó cũng không có làm được nữa. Nó thích vậy đó, cái nghiệp của nó, và nó thích lêu lỏng vậy đó. Nó thích chơi với mấy thằng homeless rồi ăn hút vậy đó. Khó lắm, một cái mai của con người muốn chỉnh đổi rất là khó.